Dạ em chào tất cả cô chú anh chị, trở lại video tiếp theo của em anh chị ơi. Thì súng đang bắn cà thì trời bắt đầu chuyển mưa cả nhà ơi. Thì súng sáo đang sập dù xuống, trời bắt đầu đang mưa cả nhà. Và em hy vọng thì trời đừng có mưa để mà cho súng buôn bán trọn vẹn hơn cả nhà ơi. Thì súng súng đang gọt cà đây nè mấy anh chị. Đó. Đây là những cái túi cà mà sớm giờ súng nướng và gọt xong. Hello súng. Hello anh. Nãy giờ mình bán được mấy bịch em? 5 bịch. 5 bịch rồi. 6 bịch, 7 bịch. 7 bịch rồi. Bây giờ trời chỉ mưa luôn à. Chán quá. Chán không? Anh chán không? Sao cười hoài á, trời mưa cũng cười nữa hả? Có bệnh không? Anh chán không? Chán. Em cũng chán. Trời mưa gió hả? Không có chỗ xe với lại ngồi khó khăn. Đây mà trời mưa rồi, nó mát thiệt. Tí là qua đây vừa này á. Và đây là những cái số số cà đang nướng cả nhà. Đó. Đây là cái bếp cà đó. Thì trời bắt đầu mưa rồi cả nhà. Cầm số thì lấy lên. Cầm biến vậy á. Vẫn như thường ngày thôi, hôm nay có nước mắm của bé Ú. Đúng là em lên 10 kg. Gì? Em lên. Anh sống phụ quá vậy em anh. Trông nhỏ nhưng mà kỳ vậy trời. Gì là có gì? Mà. Gì tháng này gì? Em mập lên 10 kg hay không? Đó là em lấy nam lấy 10 kg cà nữa 40 kg. À, bữa nay bố ăn bán 40 kg. Em nướng cho nó lẹ lẹ, em lấy cầm mới em bán, lấy em trái cây bán. À. Thì vậy hôm nay mình tăng số lượng lên tại vì cà cũ quá hả? Nó bị héo lắm luôn rồi. Ở đây hả, dựng đây hả, chúng mình kéo quán ra sao được, được. Dướng lên đi kéo dựng luôn. Nhưng mà kéo vô kêu qua cho bán cam. Kéo vô qua cho bán cam. Dướng lên mình kéo qua đi. Thì trời mưa cả nhà ơi. Đang bị che dù lên lắm vậy ơi. Có mưa không? Che đỡ đi để cho nó đựng giọt á. Thì sớm giờ thì súng mới bán được có mấy túi cà mấy anh chị ơi. Và xa xa thì chị Thanh bán quán nước. Wow, bữa nay dù nhìn đẹp ghê, cái nhà nói liền nhau luôn á chị. Ngày mai đem cái dù tao đụng bữa hắm hả? Ừ. Em thay áo dù. Hồng nó mua lâu lắm rồi mà không có người thay. À. Vậy nó hư á em. Nó bị gãy kèo rồi. À. Có một chị cái này cũng cao hồng. Dạ 20.000 em. Đưa giùm em anh. Wow, xinh đẹp dữ hả? Rồi, cảm ơn em. Tiền này súng. À mua không dám, không sao đâu cãi. Súng tiền này súng. Dạ cảm ơn ha. Anh cảm ơn em đi. Gì? Em cảm ơn anh, cảm ơn em. Em cảm ơn anh. Ừ hết. Sao cười với súng? Bộ hiện tại đang có chuyện vui hay vậy? Thấy cười hoài, trời đang mưa cũng cười hoài vậy. Mưa mình mới vui chứ anh, lấy mình xấu. Dạ. Yeah. Cái gì mình cũng phải tươi cười. Dạ 40. Chồng em kêu em 40. Cái gì? Ai kêu? Thế chứ em cà nó héo lắm rồi, em đem ham nước. Để trên hủi mình cái cà mới nữa. Sáng nay bắt đầu bán rồi. Thôi ngày mai ngày trai em xếp, em mai em đem ráng buổi sáng. Sáng là mình có bán không?
gán gán mà nhìn gán xuống vài bữa nói vậy. Gán nhìn em vài bữa đi cả nhà. Cháu này là hôm qua nói là em á để đi gắn răng chi mấy rồi sớm sao hả? Tại thấy đẹp rồi sao? Rồi, rồi, rồi sao mà chị nó nói sao? Hả? Nó là sao mà đẹp hơn tao? Vì bà em tự đâu chị đó nói. Nói ngang ngửa với em mới đồng chín đồng rồi. Thì chị đẹp, đẹp ngang em hả? Ờ ngang ngửa em. Wow, vậy à, đúng ra em là cũng có người cạnh cạnh tranh nhan sắc hết chứ. Đúng ra em đẹp hơn ta đó. Chính mình với em hả? Em mà sửa soạn lên tí nữa là không ai bằng em. Không, tính ra chỉ cái người chính mình với em kiếm hiếm ha. Đúng rồi, bởi vì anh phải lúc nào cũng phải lựa chọn ở bên cạnh em mới giữ em lại. Ừ. Đúng rồi, lúc nào cũng tươi cười. Miệng tươi cười nhưng mà lòng cứ đau. Mưa đâu gì anh, cái lò lại vậy. Trời thì mưa lâm râm rồi mấy chị mắt. Ngoài trời hết tóc những hạt mưa đó. Mưa, sớm giờ bán được có 7 bịch cà mà chỉ mưa mưa luôn chứ chuyện gì nữa. Buôn bán mà bữa này cũng khác, không có giống như bữa nào vậy đâu. Đúng rồi. Không từ ngày mai người ta mình bán được vậy đó. Chắc người ta để dành cái ngày trai mà ăn đó. Đúng rồi. Đúng không? Chứ người ta ăn cà rồi cũng ngán em. Đúng rồi. Giống như ăn nhậu cũng được mà, chứ chung cà cũng đâu ngán đâu. Nhậu ăn. Dạ, giờ nước anh bỏ họng anh ăn cũng được mà. Vậy em ăn đi. Đúng rồi. Đây cả nhà đó, những cái cào xuống đây, mắm nè. Bây giờ muốn gì không ạ? Con lấy hết cho chú luôn đi. Phải không? Ví dụ cười có không? Có, cũng như coi chú bữa đi taxi vậy. Ướt vậy hả? Con xong con lấy hết chú con đó ăn cà này thái cũng chưa hết nữa đó cho không hết đây là khung cảnh xung quanh mấy chị thì trời mưa nó tốt. Bây giờ đúng 3 giờ cả nhà ơi, thì trời mưa rồi. Thì hôm nay bán xuống từ lúc gần 1 giờ mà tới giờ là gần 3 giờ thì miền Bắc nha. À, nước trà không giống như nước không hỏi giống như em. Nóng là em nướng liền. Còn người ta phải nhúng vô cái xô nước người ta mới lột. Bên chợ của Đạt có không lại nhà. Ủa nhúng ngủ ra. Mấy người Bắc ở bên chợ của Đạt này càng miền Bắc không à. Người ta bỏ vô thau nước, người ta lột luôn. Khoảng ngày em là em lột nóng luôn. Tại sao người ta bỏ vô thau nước em? Tại vì nó lột vậy nó ngon. Vậy vậy hả? Đâu? Nước nguyên chất vậy không có chịu, nhúng vô thau nước. Rồi lấy ra lột. Đâu bữa nào em nhúng thử rồi. Bữa nào em nhúng thử đi xuống. Em nhúng vô người ta hỏi mua luôn á. Nước hả em? Sao em kêu nó ngon? Tại vì người Bắc em thấy người ta ăn vậy. À, do khẩu vị của người Bắc. Đúng rồi. Vậy. Còn người Nam mà thấy vậy là người Nam đi luôn. Dạ. Dạ hai chồng bà chú. Nói chứ nãy giờ em cười mạnh quá, cái hàm em đau quá. Sáng giờ mình đi làm răng sao rồi em? Em đi mài á anh. Mới đi mài thôi hả? Cắt răng chưa? Trời ơi. Mài dễ thương quá hả? Dễ thương quá hả? Dạ nó nhức lắm á. Thấy bà chị mưa gì đi cứ lại mình hãy chờ mưa mà có khách là vui đúng không? Có một chị đến cào hồ chung với nhà. Dạ hai chồng mình chị. Dạ cảm ơn. Giọng ngọt ngào chú. Rồi anh nhảy mời em gì cho đó. Mấy gì? Mấy gì? Mời em gì em nói ngọt quá. Thôi bỏ đi. Bây giờ rồi khi nào cắm răng con xuống? Dạ thứ sáu. Thứ sáu em hai chồng em đi. Gì? Cái gì mà cứ gà đi hoài chúng à thì chồng tình không bao giờ cưới đi đúng không? Chở đi đúng không? hai chồng em cưới rồi hả? Cưới với ai? Năm sau cưới thôi bỏ đi em.
xem đây có bán cà không em? Bán cà nè anh. Thứ sáu có bán cà không? Không bán anh. Anh nói ngày nào cũng bán chứ không có ngày làm nghỉ á. Mình đi làm răng á mình cũng bán luôn hả? Em đi làm răng buổi sáng. À buổi sáng. Em bán buổi chiều. Bán buổi chiều. Ok em. Anh thấy em nghỉ lắm hả? Anh nuôi em hả? Anh hỏi cho khán giả được biết thôi, cho khách hàng của em được biết thôi. Chúng nghỉ đi, chúng anh nuôi chúng. Nghỉ đi em, nghỉ anh nuôi. Nhà anh nhiêu? Nhà anh cho em ngàn chịu không? Ngàn nó để dành đi, năm anh đưa em. Em mà nghĩ là anh đi bán cà liền á. Không phải nói chứ có bé chợ con đạt cũng tội nghiệp lắm. Đẻ con mà con chết trong bụng. Cái giờ cũng chuẩn con sơn mà lấy cái ông đó là cũng năm mấy tuổi rồi. Cái thằng ra là xin em bịch cà chứ mới mua xin em cho. Thằng ông em muốn con bịch là cái đeo ra bông mà bông màu vàng mà bông giả mà chồng phát ngày có 20 ngàn nó sống trời rồi đi làm hồi chung luôn làm như là chồng đấy hết mà cứ ngày phát 20 vậy á. Bé đó làm gì vậy? Đồng hồ. Không bé bé đó bé đó làm hồi chung với chồng. Tới tuần lấy lương là chồng đấy hết, chỉ có ngày nào cũng phát 20 vậy đó sao sống. Ra tôi nói chị cho em bánh cà đi rồi anh cho mình chị cho bánh cà đi một chút. Chị cho bé nó bánh cà đi. Nghe nói ở đó nó nói là hồi xưa là bé nó bị hết trơn á. Có hai vợ chồng làm. Cái từ hồi mà chết đứa con trong bụng một cái tỉnh tỉnh tân tơ gì luôn á. Nói chung mà cho nhiêu tại nhiêu có bổ thì chồng cho 10 ngàn, có bổ cho 2 chồng. Tháng 7 rồi là bắt đầu đi quàng dạo rồi dạo. Chợ Cầu Đạt là chỗ nào em? Chợ Cầu Đạt có chợ Lũ nè, Lũ Bến Bán nè. Chợ Cầu Đạt. Chiều nào á hai chồng cũng đi chợ á, cũng muốn phòng chợ trong đó luôn. Con ăn quá ta. Lúc đầu em nói vậy nè, cái con này là nó tốn tá, nó còn khỏe mạnh, nó đi sinh tăng, nhổ vậy. Thật sự là. Bây giờ bị mất con rồi sinh thần nó xuống á, không xuống luôn á, làm gì tỉnh tỉnh tân tân làm giống như mình luôn.